Xin chào mọi người đã đến với phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ Long. Hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu với mọi người tiếp tục một ca. Chị vừa làm cắt mí và khâu cánh mũi nữa nha mọi người. Chị làm hai món trong ngày hôm nay ha. Do bác sĩ Long vừa thực hiện xong ạ. Và đây là hình trước khi phẫu thuật của chị. Trước khi phẫu thuật của chị thì mình theo cái thời gian đó, chị có nếp mí nhưng mắt đắp da dư nó đã đổ rồi. Kề dần về cái phần đuôi ha, nó rũ xuống, nó tạo những cái nếp nhăn li ti ở cái phần đuôi. Và mình nhìn hai cái mí của mình nè, cái đuôi nó cụp thì nhìn nó không có trẻ, nhìn nó hơi buồn nha mọi người. Và cái cánh mũi của chị á, thì cái hai cái lỗ nè, mình nhìn vô là mình thấy cái mũi nó, đầu mũi nó hơi to, hai cái cánh nó bự nữa, làm cái cánh mũi của mình nó hơi bè mọi người ha. Nhìn cái mũi của mình nó không có được thon gọn ở phần đầu lắm, cánh mũi thì bị hở, nhìn hai cái lỗ nó bị to. Và đây là hình sau khi chị vừa phẫu thuật xong. Chị vừa phẫu thuật xong các bạn thấy không? Cái nếp mí dù là mình mới cắt nó có hơi sưng, nhưng mà mình nhìn cái nét của chị là nó bật lên ha. Cái mắt nó tươi hơn, nó có hồn hơn. Và cái đuôi, cái vết chân chim của mình nè, nó cũng bớt đi. Phẫu thuật thì mới cắt nên nó có hơi sưng sưng, cái mí nó chưa có được nhìn, chưa có được gọn tự nhiên lắm. Cái này khoảng một tuần là nó sẽ tự nhiên và đẹp hơn lúc mình mới cắt mọi người ha. Nó làm cái mắt của chị cũng to hơn lúc đầu nữa. Và bên mình á, bác sĩ Lâm cắt mí là cắt bằng dao lát ma, đường cắt nó rất là tự nhiên nha mọi người. Và sau này nó ra là nó xếp cái mí như mí thật của mình. Còn đường cánh mũi á, mình sẽ đi từ 2/3 cái chân mũi mình đưa vô. Thứ nhất là để mình dời cái phần cánh mũi này nó gọn. Thứ hai nữa, các bạn thấy ban đầu cái lỗ nó rất là trống nè, mình thấy cái cánh mũi nó kín hơn và cái đầu mũi nó cũng thon hơn nữa. Cái cho chỉ này thì vài ngày mình cắt ra mình tho sẹo, yên tâm nha mọi người, làm sợ là để bị sẹo. Cái này á, mình cái sẹo, đường sẹo nó rất là nhỏ và sợi chỉ nó cũng rất là nhỏ luôn. Mình tho thuốc sẹo khoảng 1-2 tuần là cái vết cắt là mình sẽ không có còn thấy nữa mọi người nha. Cái cánh mũi kín hơn lúc nào cũng tốt nha mọi người. Mình, người ta hay nói là cái cánh mũi này nó không có hở thì về mặt phong thủy nó rất là tốt. Đây là một ca vừa cắt mí vừa là cánh mũi cho bác sĩ Lâm thực hiện mọi người ha. Hình ảnh trước và sau khi chị phẫu thuật. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trang bác sĩ Lâm. Mời mọi người theo dõi trang bên mình để xem những phẫu thuật tiếp theo ạ. Cảm ơn mọi người.